Tùng Dương, người phán xử, nam diễn viên chuyên vai phản diện, dân anh chị, giải nghệ vì bệnh nặng, cưới vợ lần thứ tư ở tuổi 54. Thằng này đang muốn xin lại tiền đặt cọc hôm trước. Đây là kèo à? Ấy là tao còn chưa nói đến chuyện mày bạc hôm trước đâu. Cút mày đi. Vợ mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Diễn viên Tùng Dương bắt đầu bén duyên với phim ảnh từ những năm 1990. Anh liên tục để lại ấn tượng cho khán giả qua các vai diễn phản diện, mưu mô và làm dân anh chị, liếu láo. Trong suốt hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên đã sở hữu một gia tài vai diễn đồ sộ khi hóa thân vào 80 nhân vật mang những màu sắc khác nhau. Thế nhưng năm 2022, nam diễn viên khiến người hâm mộ phải tiếc nuối khi tuyên bố giải nghệ vì lý do sức khỏe. Ngoài bệnh tim bẩm sinh, anh còn mắc nhiều bệnh khác như cao huyết áp, suy nhược thần kinh và mất ngủ kinh niên. Thế nên Tùng Dương quyết định không đóng phim nữa mà lui về viết kịch bản, làm đạo diễn, những việc không phải hoạt động mạnh. Trước khi giải nghệ, nam diễn viên đã ghi dấu ấn với loạt vai phản diện trong các bộ phim Lãnh Địa Đen, Dòng Sông Phẳng Lặng, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ. Vai diễn gần đây nhất cũng là vai diễn ấn tượng nhất của anh, Đồng Cá Ngão trong phim Người Phán Xử. Tùng Dương cũng là cha đẻ của nhiều kịch bản phim truyền hình ăn khách như Sức Mạnh Huyền Bí, Kẻ Tàng Hình hay Mùa Vàng Rụng Trái. Có vẻ như những vai diễn có số phận chuyên đã vận vào nam diễn viên khi ngoài đời cuộc sống anh cũng không mấy suôn sẻ, kể cả sự nghiệp hay cả hôn nhân cũng gặp phải nhiều bấp bênh. Anh kết hôn từ rất sớm, có vẻ như sự vội vàng đã khiến anh phải nhận lại sự tan vỡ. Sau khi ly hôn vào năm 25 tuổi, anh gặp gỡ và tái hôn với diễn viên Hoa Thúy. Ai cũng mừng cho nam diễn viên và ngỡ rằng họ sẽ hạnh phúc khi về chung một nhà, nhưng rồi lại đường ai nấy đi sau 7 năm chung sống. Họ chia tay trong êm đẹp và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Sau này, nam diễn viên Người Phán Xử kết hôn lần thứ 3 với một người phụ nữ kém 17 tuổi. Họ có chung với nhau 2 người con, thế nhưng cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ sau 10 năm chung sống. Có lẽ ở ngoài Bắc, Tùng Dương là nam diễn viên có đường tình duyên lận đận nhất rồi. Đường hôn nhân vất vả, sự nghiệp kinh doanh của Tùng Dương cũng khó khăn khi anh liên tục gặp thất bại, thậm chí là bị vỡ nợ. Nguyên nhân là do những tai bay vạ gió cứ tự nhiên ập đến, khiến anh phải chịu những thiệt hại nặng nề. Cứ sau mỗi lần thất bại về hôn nhân hay kinh doanh, Tùng Dương lại lao vào làm nghệ thuật, viết kịch bản rồi đi đóng phim, làm nghề để tích cóp trả nợ. Có những lúc bế tắc làm nam diễn viên suy sụp và muốn ra đi giải thoát bản thân, nhưng lại nghĩ đến các con và cố gượng dậy. Hiện tại Tùng Dương không còn đóng phim, cũng không kinh doanh nữa mà tập trung vào việc viết sách để trang trải cuộc sống và duy trì chi phí chữa bệnh. Dù có những dự án hấp dẫn, những lời mời và vai diễn hay nhưng sức khỏe anh không cho phép. Sau 3 lần đổ vỡ, nam diễn viên từng nghĩ đến việc ở vậy thôi, nhưng số phận lại đưa đẩy gặp người con gái kém anh đúng một giáp, cô không hoạt động nghệ thuật. Sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định đi tới hôn nhân. Vậy là Tùng Dương lại một lần nữa lấy vợ lần thứ 4. Khi nhận được thiệp mời từ bố, con gái của Tùng Dương rất hoan hỉ và mừng cho bố đã có người kề cạnh đồng hành và chăm sóc những ngày tháng tới. Bà xã của nam diễn viên sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô từng trải qua một lần đó và cũng đã có con riêng. Đều trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân nên chắc có lẽ họ sẽ hiểu và cảm thông, thấu hiểu nhau. Tùng Dương chia sẻ trong cuộc hôn nhân này, anh sẽ đặt gia đình, con cái lên hàng đầu, hạ bớt cái tôi của mình xuống mong rằng giữ được hạnh phúc gia đình bền lâu. Mặc dù đã giải nghệ nhưng những vai diễn của Tùng Dương đã in sâu vào ký ức nhiều thế hệ khán giả. Không còn xuất hiện trên màn ảnh nhưng anh vẫn sẽ cống hiến cho nghệ thuật, mang đến những kịch bản phim hay phục vụ khán giả. Theo dõi Vợ Mối Phim Việt để cập nhật thông tin về các phim truyền hình và cuộc sống các diễn viên sau màn ảnh.